Bữa nay mời cô chú anh chị và các em đến khu du lịch Hạ Thảo. Hôm nay là kỷ niệm 18 năm ngày cưới của vợ chồng Thảo. Chia sẻ với bà con cô bác những ngày ở Bến Tre, đến những nơi rất là đẹp và gặp lại những người bạn học hồi lớp 12, rất là đông vui luôn. Cùng tham gia họp lớp chung với lớp của Thảo nha. Chuyến này về các em cứ lên kế hoạch cho Thảo với anh Thái với Minh Sình đi nơi đây nơi đó nơi kia và quay phim cho bà con cô bác coi luôn. Chú bán bao nhiêu năm rồi chú? Dạ, trên 25 năm. Trên 25 năm mà đi mấy con đường này hoài luôn hả? Dạ. Chắc hồi nhỏ cũng ngang con đường nhà con. Dạ. Hồi 200 đồng nữa giờ. 200 đồng mà giờ lên 5.000 cây rồi. Bao nhiêu cây? Là 5.000 cái đen hả? Đó có đề kìa, ngay bạn. Đó là 500 đồng là khi nào vô bụng đá gà mới mua 500 đồng, còn cái 200 đồng. Rồi nó bán một thùng là đen là một tối ngày chừng được 45.000 là hết giá. Rồi, nguyên ngày. Hồi đó đó. 45.000 là 100 cây rồi, ngày bán 100 cây giờ 100 cây là 500.000. Con ăn đậu xanh là đậu đỏ thôi. Mà bây giờ là bán 3 cây, bán 10 cây cũng hơn rồi đó. Giờ mấy nhỏ đi qua ngay chỗ khu du lịch. Chỗ đó có nhiều trò chơi lắm để tắm, tại trời nắng quá. Ăn từ từ rồi, nói tiếng Anh nè. Nóng, chảy mồ hôi. Gia đình đi qua cái khu Dạ Thảo rồi tới đây, người ta đang làm cầu rồi. Giờ đâu đi qua được. Giờ phải vòng lại nè. Hạ Thảo, khu có nhiều trò chơi rồi, khu du lịch đẹp nữa. Giờ phải vòng lại. Chỗ này là Nhân Thạnh. Gia đình đi tới khu du lịch Dạ Thảo, Hạ Thảo. Ở sâu lắm, trong vùng sâu vùng xa, Thảo có đi một lần rồi. Đây là cái đường đi vô nè. Mấy trái dừa sơn màu. Xứ dừa nên đi đâu mình cũng thấy dừa hết trơn á, lấy dừa trang trí. Sơn màu xanh, màu dừa nguyên thủy là màu vàng. Mấy cái nón lá. Ừ, đậu xe được đây mà. Rồi có xe đưa đón khách tham quan nữa nè. Hồi trước đi vô thấy cây ít hơn, giờ cây nhiều hơn rồi. Đi vô đây một hàng mít luôn. Mà Thảo thấy có hai trái mít ở dưới nè, mà nhỏ thôi, chưa bự. Nhiều lắm, mít chi nhỏ 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 thôi mà có trái nhiều. Chùm nào cũng hai trái hết. Trái này già rồi nè, nhìn là biết. Mấy trái trên cũng già luôn rồi nè, đứng có khi nào mít rơi bị bà không? Trái này rụng bị bà đuối luôn. Cây chừng cao chừng 3 mét. Mấy cây dừa xiêm trái nhỏ nhỏ mà trái nhiều lắm. Trắng này trồng làm cảnh cho đẹp nè. Cây này cũng nhiều luôn. Còn ở dưới đây là khu vui chơi giải trí. Chỗ này là hồ bơi. Còn chỗ đây là nhà hàng ăn uống. Cảnh rất đẹp. Thích nhất là có mấy cây dừa thôi. Mấy cây dừa trái nhiều. Bên đây thì sát bờ sông rất là mát và được trưng rất là nhiều hoa lan. Ủa sao ba Thái không nhớ chỗ này vậy? Chỗ này hồi đó sinh nhật của ba Thái rồi mà ba Thái quên. Này ba Thái đang thui luôn rồi đó. Đi về nè, giờ đi tắm. Còn ở đây ngay chỗ cái sông, mình đi đường sông vô chỗ này cũng được luôn. Có mấy cái tàu để đi du lịch vòng vòng ở đây nữa. Mà cái đường vô đây á thất bại là xe bự vô không được. Xe du sách, xe khách đó, giống như 45 chỗ, 50 chỗ vô không được. Thì không có chở khách vô được, chỉ có xe nhỏ khoảng 15 chỗ thôi.
đi được, nên hạn chế lượng khách vô đây. Chứ trong đây đẹp, đầy đủ dịch vụ vui chơi giải trí. Mọi người tắm thôi, Thảo đi đâu Thảo ít tắm lắm, không thích nước lắm. Đi biển á, thì lâu lâu có xuống tắm, còn hồ bơi được không có tắm. Ở đây có khu vui chơi giải trí nữa, cảnh đẹp quá ha. Trên chỗ này là khu vui chơi cầu tuột, cao cao nhìn xuống. Bắt suốt vậy đó, đừng cho nước chảy nè. Ở Thảo sao không tắm. Chỗ này mát mẻ, nước sông ha, cho nước sông vô thoải mái mình khỏe ha. Quay về mới thấy rộng lớn ha. Rồi hai dưỡng cháu tuột đi, rồi vô. Rồi anh đẹp trai xuống khỏe luôn, ốm quá xuống khỏe luôn. Này được ạ. Cậu tuột giờ đi ngã nào? Cái đường này nó có cầu cục dài. Đi lên đi xuống, 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 nằm xuống, nằm xuống là nó chợt. Nằm xuống nó chợt, Bảo ơi. Rồi đó ta thái đi. Trượt được, được không, được không? Đó, rồi trượt đi. Để con nhỏ đi. Cái này cũng dài rồi, xuống kia có mấy cái trò chơi khác. Đu đưa, đi cầu dây đồ đó. Tao thích cây sabuche ở đây nè, ta kê chứ. Quá trời trái luôn. Ở bên kia nguyên vườn chuối luôn nha. Sabuke, sake rồi nguyên vườn chuối luôn. Lý Sơn, em đâu? Kêu nó giữ đứa em á. À, ở xa xa là dừa không à. Ở đây là cái khu trồng dừa rất là nhiều luôn. Rồi đâu, ba Thái đâu? Đó, được đứng đi. Hôm qua khuôn nít chơi luôn, chịu bật đời ổng nổi không? Chơi chung với mấy đứa nít. Quát à. Quát à, mấy sinh. Ba Thái còn suối cho nó văng nước lên. Ê, à, cho nó đột cầu tổ cá nó ăn cho cảm giác sao? Ơi sấm nổ luôn. Gia đình bác Tám đồng đất cấp 3. Bữa giờ Thảo về đây mấy ngày rồi mới thấy một cơn mưa thiệt là lớn luôn. Lâu rồi mới thấy mưa và mưa lớn như vậy. Tại Thảo ở bên California mưa nhỏ nhỏ à, nhiều khi còn hạn hán nữa, nên về đây thấy mưa thái thức quá chừng. Rồi giờ coi như bao trọn gói khu du lịch luôn, không có ai ở đây hết, có mình gia đình Thảo thôi. Đặt vài món ăn, ăn uống ở đây nè. Rồi hồi về nhà còn có món mấy món ăn ở nhà nữa, để mừng kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng Thảo. À, ba anh em hả? Ủa ăn đây được rồi mà ăn nữa hả? Trời ơi mấy này dễ ăn quá. Có con đò bên bến sông. Cảnh này bà con nhớ quê hồn. Mình đi xa rồi mình thấy cái này mình nhớ quê lắm ha. Lâu lắm mình mới thấy được cây dừa nước nếu mà ai ở miền Tây. Rồi bên kia là mà những cái vườn dừa mênh mông. Cái bên có mấy cây bần. Cái bần á người ta hái cái bông á người ta làm gỏi ăn cũng ngon lắm. Rồi nguyên gia đình Thảo bao trọn quán luôn.
Tại vì á, đi dắt chiều, rồi ở đây trời mưa nữa, người ta đi về hết trơn, còn mình gia đình Thảo. Tại... có cái đò, có mấy cái bàn ghế luôn để ăn nữa, ngồi ăn á. Cái này là đò du lịch của khu này, dài lắm. Ở trong khu du lịch cũng có một quầy bán các món ăn, ăn giặt đó, cho trẻ em. Vô đây trời mưa mà mấy nhỏ ăn kem. Tại thiệt ra thì khí hậu đây lúc nào cũng nóng hết trơn á. Rồi có mấy cái bim bim, mấy cái chip nữa. Khu này mà được xây dựng gần mấy cái đường lớn, mấy cái bờ sông mà gần đường lớn á, thì thuận tiện lắm ha. Nên cái giao thông quan trọng lắm. Cái gì cũng phải có đường giao thông á, thì mới phát triển được tốt. Tiếc là chỗ này đầu tư quá chừng đẹp luôn, mà không có đường giao thông lớn, rộng lớn, nên ít người ha. Coi như gia đình Thảo bao trọn gói vào một cơn mưa ở khu du lịch này luôn. Nói giỡn thôi chứ trong đây đồ ăn cũng được, mà giá cũng được bà con cô bác. Định đợi cho mưa tạnh mới đi về. Tại Thái nãy chạy xe Honda đó với thằng cháu nữa, nhưng mà đợi hoài mưa không tạnh nên thôi, ổng nói ổng tắm mưa luôn. Còn mấy tụi Thảo thì có mấy nhân viên trong đây nè, lấy cây dù đưa ra. Thảo quay luôn, đang cầm cây dù nữa nè. Mấy em trong đây làm từng nghiệp thương lắm luôn. Trời mưa vậy ít khách nữa làm ở đây ha. Rồi không biết có được tiếp gì không. Mình thấy mình thương quá. Trời mưa bong bóng bập bồng. Trời ơi, ngập lụt luôn rồi. Mang đôi dép mà, mang dép da về xong luôn. Xí soạn bữa nay mang đôi dép da. Má ơi, má ơi. Xí soạn lập lụt luôn. Lâu lâu em về quê em tắm mưa. Lên xe chưa? Rồi, lên xe. Giờ mình lên xe nào? Chị lên xe này hả? Bà Thái cầm giùm cái dù đi. Rồi, cảm ơn. Cái này là anh đẹp trai đi mua nè. Ở đâu có chai bia đẹp quá ha. À, mua dữ ha. Không biết tiền này xài được không? Heineken nè, uống Heineken. Đồ nhóc nha, đồ nhóc nè. Vàng hột sòn gì nhóc. Chị cháu gửi lời chúc mừng đến gia đình Thảo nha. Cảm ơn cái này rất là nhiều. Rồi cắt bánh đi nào. Đưa cho bà con cô bác rồi. Gia đình cười nè mới xinh. Rồi xuống ngay cho nào. Con biết không phải nó chứ. Bánh ở đây nó làm cái chồng ngoài nhiều quá ha. Nhất bột à. Bánh con lan ngon nè. Nha. Rồi bánh này nhìn ngon á. Hình như có khóm phải không? Khóm hả? Sáng là khóm với kiwi. Khóm với kiwi á, ngon á. Rồi mời cả nhà cùng ăn chia vui với gia đình Thảo nhé. Tự nhiên Ngân rủ mấy bạn con á tới họp lớp chơi thì ngay cái ngày kỷ niệm gần 20 năm ngày cưới của hai vợ chồng luôn. Đãi tiệc luôn. Cảm ơn em trai đã cật lực xếp bàn đồ nha. Nó chị hỏi hổm tên gì chị quên rồi đó. Em tên Hùng. Tên Hùng luôn hả? Rồi giờ chị nhớ rồi. Tên với ba chị luôn á. Biết nói gì thì làm cho chữ hỷ. Giỡn nè.
giờ đợi các bạn tới. Năm nào Thảo về cũng tổ chức tiệc nho nhỏ cho các bạn họp mặt. Thường nhất là các bạn ở xa cũng cố gắng thời gian về, còn các bạn ở gần lúc nào cũng nhiệt tình đến hết trơn á. Lớp của Thảo dễ thương vui. Mấy cái này là tôm tươi không á hay gì? Tôm tươi. Hân hạnh nhất luôn, nãy giờ Phong Lưu tôi còn chưa quay nữa đó. Phong Lưu vô trước hết trơn. Đây nè, chỉ có mình bà là tôi kêu người mẫu ở trên Facebook thôi. Xin chào bác với Đào. Đào, bạn Đào nè. Nhà báo. Nhà báo. Đây 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 đây, đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng 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 rồi. Đúng rồi, xiến à, xiến lại tôi mừng lắm nè. Thấy lúc này tôi sao, tôi ốm hơn không? Tôi đi bộ dữ lắm á cho ốm. Vợ ông đâu? Kêu vợ với con lại chơi. Giờ đâu có ai đâu, có mấy bạn mình vậy nè. Nè. Ừ. Có ai? Mấy bạn vô cô nữa, có mấy bạn đi vô cô rồi. Bà xã đâu? Rồi chừng nào vô? Hồi đất ơi, vậy hồi tôi phải gửi cho ông đem về phải không? Cho bà tắm phải không? Gửi dầu thơm cho tắm phải không? Tuổi à, một nhóm đi vô cô giáo, một nhóm ở đây nha. Nè, có người khen đẹp trai kìa. Giỏi ơi. À, lớp trưởng mà đem danh sách lớp á. Bả cầm danh sách lớp. À. Lấy làm chùm ghế bả nó. Cái này, ông này là hồi xưa ngồi sau lưng tôi nè, lúc nào cũng khều khều tôi. Bạn thân. Trời ơi, giờ nó ồn. Vui rồi, vui. Con kia đó nó bảo vệ ông ngoại. Nó sợ bắt ông ngoại đi. Ủa, tại sao bà đi vô, bà đi xuống làm sao rồi? Đây nè, đó. Ông này là xưa ngồi sau lưng nè. Ngồi sau lưng tôi. Chí Cốt. Mấy bạn Chí Cốt. Trốn ở dưới đây ha, tôi cũng xuống tôi quay được. Nãy bà không lấy con tắm mà để tôi ghép cô vô trong của mình. À, Trung nó nói đứng đầu đường chờ mày nha. Trung. Wow. Trung á. Giờ thật đẹp nha. Được không? Phong Lan là nhìn trẻ như là 18 vậy. Phải không? Mấy ông nhớ chừa cho anh đẹp trai tôi chỗ nha. Trời ơi, nó đông, đông vui. Anh đẹp trai kìa. Mấy bà đi. Vô. 1, 2, 4 vô. Có bạn nào kêu tôi cũng ly vô. Tôi xuống núi. Xuống núi 5 phút. Có đem về không? Đây giờ có bạn Duyên tới nè. Mấy bạn đông vui rồi nè. Vô. Đây nè, fan hâm mộ. Biết dì Thảo có kênh YouTube nữa, con hay coi dì Thảo không nè? Coi nhiều không? Dì Thảo cảm ơn nha. Có like không? Coi có like không? Có luôn phải không? Giỏi quá. Lấy cái mới luôn mới. Bà lớp trưởng ra lứa rước bạn Chí Cốt vô đi, 25 năm chưa gặp nè. Ôi trời, nó vô tới đó rồi, nó vô. Ê ê ê ê. Coi. Không có giờ được. Bình thường chứ nó bây giờ nó làm gì. Anh đẹp trai nè, đi lấy quạt cho bạn. Đấy, thấy anh đẹp trai không? Lấy quạt cho mấy bạn. Hồi nãy Thảo nói là bữa nay kỷ niệm ngày cưới hai vợ chồng tôi bà. Nãy tôi nói mấy bà, mấy ông cười quá trời mà lúc đó tôi không quay phim. Đang lay chim hả? Tôi đang quay bà đó. Cho bạn mà thấy. Chào mọi người, ủng hộ kênh của Thảo Kali. Đó, nhỏ bạn. Này đông vui hả Duyên?
lâu lâu tôi về được đông vui vậy tôi mừng quá trời luôn á. Lâu lâu Thảo về mấy mọi người mới có dịp tụ tập chứ bình thường đâu ai rảnh đâu. Mà Duyên là dễ thương nè, ở trên Sài Gòn về tới Bến Tre luôn á. Cảm ơn bà nha. Cố lên anh, cố lên anh. Em biết nó cũng vất vả lắm. Đã 18 năm rồi, giờ chịu đựng được cũng giỏi lắm. Đúng rồi. Bữa nay bị mấy bạn nói xấu quá trời luôn. Nhưng mà vậy tôi chịu á. Nói vậy là tôi biết tôi xấu. Ông đi về trễ. Cái ông thầy này nè, hôm qua gọi điện nè, làm tôi hết hồn nè, ông thầy này nè. Hù hù vợ, giờ không dẫn vợ vô là sao? Gọi điện cho bà vô đi. Gọi điện cho bà vô đi. Bữa nay có mình tôi thôi hả? Nè, đây chỗ này á, fan fan của Thảo đưng dữ lắm. Mấy bà ơi sao bên đây yên lặng quá vậy, không vô vô ra ra gì vậy? Vô nãy giờ rồi hả? Trễ quá, làm lại đi, làm lại đi. Thôi về mới đòn bây giờ. Mấy bạn vui lắm. Có mấy bạn á là học chung, giờ là trong lớp Thảo có hai cặp là hồi xưa học chung. Vô đây là không kêu bằng bạn rồi. Học lớp là hai bạn không biết nhau. Bao nhiêu? Hai mua 20 đại đi, 20 và chia ra. Đó hai cái này đi ba, lấy hai cọc này nè, hai cọc này giống nhau nè. Là 22 tờ. 22 tờ. Rồi, 32 tờ. Mua vé số hả Nguyên? Mua vé số để tặng cho các bạn. Không, không muốn rồi. Rồi dạ. Tôi tưởng ông xã tôi đi bán vé số chứ. Sao khi 18 năm ông chuyển qua bán vé số? Chịu hết nổi con vợ đi bán vé số luôn. Anh đẹp trai đi bán vé số. Tới hình này. Đâu mai mà vô lấy cho con em luôn. À, lấy cho con em luôn. Vui lắm rồi. Vui không? Rất vui. Chạy ra cho mình đi. Ra cho mình đi. Nãy giờ tôi quay hết trơn vô rồi đó nha. Giờ mấy bạn mới tới nè. Bạn này giờ cưng lắm nè, hồi đó ngồi gần nè, hai đứa ngồi gần cưng ơi là cưng luôn. Chưa? Rồi, vô. Hồ nữa mới tét cho hồ á. Vậy hả? Thôi bà đánh coi, bà quánh coi, bà quánh coi. Coi. Điểm cho hồ. Thảo đem mấy cái son đồ về nè tặng cho các bạn nè. Dưỡng môi luôn, đẹp hả Duyên? Đó, nhìn sắc nét thấy ghê chưa? Đúng đúng phong cách của bà đó. Được. Chỉnh áp nha, hơi bị nhăn á. Có máy tôi áp lắm, lên đẹp luôn. Đó, được không? Tôi đưa cây mới không? Tiếc luôn đó hả?
Trời ơi, bán thiệt luôn kìa. Mai mốt tôi mua cái màu đẹp hơn chút. Quay rồi. Giờ ba chuẩn bị về hả? Thủy đâu rồi? Giờ đi về hả? Về Thảo, cảm ơn các bạn nhiều nha. Giờ đi. Không, chừng nào gặp nữa. Chúng ta ra mới thấy mặt. Ừ. Nên nghĩ là vậy chứ ai có chuyện bình thường. Đi vô. Ủa kìa, nó sẽ đợi. Giờ về chứ. Không phải là chỉ mấy bạn về thôi. Giờ chuyển qua cái dừa nước nè. À, dừa nước kìa, bạn ơi. Em mua đem về bển á. Dừa nước này nè, Thảo đông đá đem bển ăn, bển đâu có không? Mấy cái gì thiên nhiên tôi mới dám ăn. Nhưng mà đông đá về bển ăn được không? Đông đá rồi mình về bển đổ tủ đá, mình bỏ vô thùng muối nó không có tan. À. Về bển để dành từ từ ăn. Rất là vui luôn, một số bạn về rồi, giờ còn một nhóm này. Mấy bạn ở xa còn ở lại. Nè. Giờ mấy bạn đi về nè. Cảm ơn mấy bạn tới rất là vui luôn, nhất là bạn ngồi sát lên Thảo nè. Tình thương mến thương. Kế bên, Hằng ngồi ngoài bìa, Thảo ngồi trong. 3 năm luôn hả Hằng?